Điểm tin trưa ngày 21 tháng 8 năm 2023. Tai nạn giao thông ở Hà Nội lúc nửa đêm, chiến sĩ công an 19 tuổi ra đi. Hai chiến sĩ công an nghĩa vụ đèo nhau trên xe máy chạy trên đường Giải Phóng đã va chạm với một xe máy khác. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, 1 người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 19 tháng 8 tại đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thời gian trên, QVN, 19 tuổi, quê Nghệ An, cùng một nam thanh niên khác chưa rõ danh tính đi trên đường Giải Phóng. Khi xe này tới trước đoạn số 773 Giải Phóng đã xảy ra va chạm với một xe máy khác do Bình Nhất BNH, 19 tuổi điều khiển. Sau xe anh H có chở theo hạ sĩ NND, 21 tuổi, cả hai cùng ở Hà Nội là chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác tại Công an Hà Nội. Vụ tai nạn khiến Bình Nhất, 19 tuổi tử vong tại chỗ, ba người còn lại bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng, trong đó có một xe máy gãy cả phần cổ xe. Nhiều mảnh vỡ văng bắn trên mặt đường. Công an quận Hoàng Mai đang điều tra vụ tai nạn trên. Xe tải cháy ngùn ngục trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Ngày 20 tháng 8, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an điều tra nguyên nhân vụ cháy xe tải trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, xe tải do tài xế Trần Linh, 34 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, cầm lái chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây hướng từ tỉnh Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn vượt qua trạm thu phí khoảng 200m cách nút giao cao tốc Long Thành - Dầu Dây khoảng 2km thuộc tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ phía trước cabin xe bốc khói nghi ngút. Tài xế vừa nhảy xuống xe thì ngọn lửa bắt đầu bùng lên dữ dội, bao trùm cabin, nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra. Theo tài xế Linh, do ngọn lửa bùng phát quá nhanh nên không kịp lấy giấy tờ, tiền lấy hàng trong cabin cũng bị cháy rụi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Cà Mau mang hòm vào công trình xây dựng trái phép rồi treo bảng làm từ thiện. Một người dân ở Cà Mau mang hai cái hòm vào công trình xây dựng trái phép và treo bảng trại hòm từ thiện bị chính quyền địa phương lập biên bản. Được biết, ông NTL, ngụ khóm 5, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời xây dựng công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ và lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị do Ủy ban Nhân dân thị trấn Sông Đốc quản lý. Diện tích xây dựng ngang 45,9m, sâu 6,2m, kết cấu công trình khung sườn bằng sắt, mái lợp tôn, nền bê tông, vách rào lưới B40. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Sông Đốc lập biên bản, hồ sơ xử lý vi phạm đối với ông L, đồng thời kiểm tra, ra soát vi phạm trước đó của ông. Nếu đủ điều kiện xử lý hình sự, thì Ủy ban Nhân dân thị trấn Sông Đốc sẽ chuyển hồ sơ đến công an huyện xử lý theo quy định. Tuy nhiên, đến đêm 18, rạng sáng 19 tháng 8, ông L lại có hành vi mang hòm đặt vào công trình vi phạm nói trên và gắn bảng trại hòm từ thiện. Qua làm việc, ông L thừa nhận là người đặt bảng hiệu và đặt hai cái hòm với mục đích từ thiện, đồng thời không đồng ý tháo dỡ bảng hiệu và di dời hai cái hòm ra khỏi công trình vi phạm. Quảng Bình, hai vợ chồng đi làm ở rừng keo bị sét đánh, một người tử vong. Ngày 20 tháng 8, thông tin từ ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người dân bị sét đánh tử vong. Vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, hai vợ chồng ông HDS, 40 tuổi và bà NTM, 44 tuổi, cùng trú tại thôn Bồng Lai 1, xã Hưng Trạch, đang đi khai thác, xử lý thực bì ở rừng keo, chuẩn bị cho mùa vụ mới, không may bị sét đánh trúng. Hậu quả khiến ông S tử vong, bà M bị thương nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp người dân đưa bà M đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Thi thể ông S được đưa về nhà mai táng theo phong tục địa phương. Chính quyền địa phương đã đến động viên, hỗ trợ gia đình ông S tổ chức hậu sự. Được biết, hai vợ chồng ông S có 3 người con thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn. Phát hiện thi thể người đàn ông dưới giếng sâu 25m ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngày 20 tháng 8, thông tin từ lực lượng chức năng huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã bàn giao thi thể người đàn ông tử vong dưới giếng cho gia đình lo mai táng. Theo thông tin ban đầu, hơn 20 giờ tối ngày 19 tháng 8, lực lượng chức năng nhận được tin báo có một người đàn ông rơi xuống giếng tại thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức. Nhận được tin, các đơn vị phòng cháy chữa cháy cùng nhiều lực lượng đã cử người và xe cứu hộ cùng các phương tiện hỗ trợ khẩn trương tới hiện trường để cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là nam giới bị rơi xuống giếng sâu khoảng 25m. Qua kiểm tra ban đầu, người đàn ông đã tử vong. Sau gần 2 giờ, thi thể nạn nhân được đưa lên. Theo đó, nạn nhân 63 tuổi, ngụ thôn Quảng Chào, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người đàn ông đi làm rẫy. Trong quá trình lấy nước tưới tiêu thì không may bị ngã xuống giếng. Được biết, giếng này dùng để trữ nước tưới tiêu sâu khoảng 25m. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tìm thân nhân nam giới tử vong bị buộc tay chân gần bờ sông Sài Gòn.
Ngày 20 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh nguồn tin về tội phạm vụ chết chưa rõ nguyên nhân được phát hiện gần bờ sông Sài Gòn thuộc ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Theo công an, lúc 15 giờ 30 ngày 10 tháng 7, ông TTH đến bờ sông Sài Gòn thuộc ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi câu cá thì phát hiện thi thể nam giới gần bờ sông nên trình báo công an. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi kết hợp các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân nam giới khoảng 40 tuổi, tóc cắt ngắn, mặc áo thun tay ngắn màu xanh, quần tây màu đen, hai chân và hai tay bị buộc lại bằng nhiều dây rút bằng nhựa màu trắng. Trên người không có giấy tờ tùy thân. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa đến trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa và trưng cầu pháp y tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Kết quả pháp y xác định nạn nhân chết do ngạt nước, cơ thể không có dấu vết thương tích. Thi thể nạn nhân đang được bảo quản tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.